Hello, xin chào tất cả các bạn và fan game offline của mình. Thì mình đã quay trở lại rồi đây. Và video này thì chúng ta sẽ tiếp tục là đi tìm những cái con quái thú có trong cái map The Hunter của cái game Ark Survival ha. Ở tập trước thì mình đã bắt cái con gồng rắc Uraran cho các bạn xem rồi. Và cái con gồng nham thạch ha. Cái con gồng nham thạch nó tên là gì? Anatop các bạn. Thì tập này chúng ta sẽ tiếp tục là đi tìm những cái con quái thú mới ha. Tại vì cái bản mod của mình mod vô nó có rất là nhiều quái thú. Tuy nhiên là trước khi đi thì ở đây mình sẽ xây cái foundation đi. Đặng mình đặt xuống những cái giường á. Ở đây nó không cho mình xây rồi. Ở đây nó không cho mình xây rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta phải xuống dưới xây. Cẩn thận lỡ té xuống dưới là chết đấy. Phía trước có cái con Anatop. Cái con gồng chết rồi các bạn ơi. Nó đang cắn cái con khủng long gai của mình. Mày cút. Trời, nó xuống nó cắn con khủng long gai của mình kìa. Rồi nó giết con khủng long gai màu trắng của mình luôn rồi. Thằng khốn nạn này. Mày. Rồi nó giết chết ngắt con khủng long gai của mình luôn rồi. Ui. Rồi ok nó xỉu rồi các bạn ơi. Để mình chỉnh cái drama nó lên 4 đi cho nó sáng một chút. Ôi nó giết chết ngắt cái con khủng long gai của mình rồi. Cái con màu trắng nó mới đẹp, cái con này không đẹp gì hết. Này cái xác của cái con khủng long gai của mình nè. Còn bên đây là cái con gồng Anatop nè các bạn. Trời con này tới level 60 luôn. Yeah. Ok rồi đây, mình sẽ đi tiếp tục để mà đi tìm những cái con quái thú mới các bạn. Tại vì trong cái bản game này á tới 60 loài lận, hơn 60 loài. Tha hồ cho chúng ta khám phá. Mình nghĩ là mình nên bắt cái con gì để mà cưỡi đi cho nó dễ. Chứ đi gì nguy hiểm lắm. Mình thấy rồi các bạn ơi. Ở phía dưới đó có cái trứng màu đỏ nữa kìa. Rồi bên đây cái con gì vậy trời. Trời, con này con gì nè các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Ta nè các bạn thấy chưa? Phan. Trước khi mà bắn nó thì mình nghĩ là mình nên xây cái mình nên xây cái giường ra đi. Tại vì mình có thủ sẵn rồi. Đấy các bạn thấy không? Lỡ gì mà chúng ta có chết thì chúng ta có nơi để mà hồi sinh lại. Đấy. Yeah. Mình sẽ đặt 2-3 cái giường ha. Để dành cho chúng ta có gì chúng ta chết chúng ta hồi sinh lại được. Ok mình không biết ở dưới đó có cái con gì dưới đó kìa. Không biết nó chạy lên đây được không nữa. Ui con sói ba đầu các bạn ơi, con sói ba đầu, sói lửa ba đầu ha. Mày. Nó đứng im rồi, nó đứng im rồi các bạn ơi. Mày. Ôi, sao nó đứng im luôn vậy? Mày. Ê, sao nó đứng im gù rồi các bạn ơi.
Oh, nó chơi cái chiêu giả này. Mày. Trời 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 trời, các bạn ơi, không biết nó leo lên được không nữa. Rồi nó văng ra biển luôn rồi, oh my god. Rồi mất tiêu luôn rồi. Ôi trời. Mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Ê, 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 không được. Mình không thể nào xuống dưới đó được, tại các bạn biết sao không? Trời ơi. Nguyên một bầy đô. Cái gì? Dơm, dơm đô đô nó dưới kìa. Thôi nó chưa chết nữa các bạn ơi, kìa nó vui một bài kìa. Trời ơi, chỉ biết đây cưng, mấy con này mỗi một con vậy là tới level 300 nữa các bạn, nó trâu lắm đó nha. Mày mày 330 luôn, nó xịu chứ. Một con thôi là mình đã bắn không lại rồi. Cái này kìa, nó tập trung kìa, 4-5 con nguyên một bầy. Tụi mày chết hết chưa? Còn con ok, mình sẽ xuống dưới để coi coi cái trứng màu đỏ đó là cái trứng gì các bạn. Hy vọng là cái trứng của cái con gì nè. Ý, ý, trời ơi chạy. Hay. Gãy xương, té xuống nhẹ cái là gãy xương đó các bạn. Chút xíu nữa mình cũng cô tỏi. Cái con sói nó vô kìa. Ý, con sói nó đang lội vô. Hy vọng là trứng của con sói ha. Trứng của con gì đây? Trứng của con Red. Ý, đừng quách được. Rồi. Bị con dùm đô đô nó giết chết ngắt. Không sao, mình có mấy cái giường. Không sao cả các bạn ơi, mình có mấy cái giường để hồi sinh lại ha. Nhưng mà dưới này mấy con dùm đô đô nó còn sống. Để cái xác của mình đâu. Làm vô thôi em ơi, chạy thôi em ơi. Oh my god, cái trò này không vui gì hết. Yeah. Chỗ này khá an toàn rồi, mình sẽ mặc đồ lại ha. Đồ này không ổn đâu, chúng ta phải mặc đồ này nè. Mình lụm được cái trứng của con Red, cái con T-Red đó các bạn, trứng màu đỏ. Rồi chúng ta đi tiếp nào. Như vậy là cái con sói ba đầu lửa đó, nó văng ra giữa biển rồi, chắc nó chết luôn rồi các bạn ơi. Mình nghĩ con đó nó không biết lội đâu. Nó chết ngắt rồi. Để kiểm tra coi nào. Mình ngán nhất là gặp mấy con đô đô à. Mấy con dơm đô đô nó nhỏ xíu mà nó nguy hiểm lắm. Như vậy là cái con sói ba đầu nó mất tiêu rồi. Khu vực đằng kia gì ti ghét gì nó nằm nó ngủ đằng kia. Mày. Con ti ghét này nó bị gì ta?
À, con Tiget này của mình. Ủa, bên thu phục nó là nào vậy trời? Mày. Ok, mình giết được hết rồi. Oh my god. Ý. Ý Phan ơi, có gọng gì nữa kìa. Ê cha 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 có gọng gì khác khác nữa kìa. Phan. Phan ơi, núp. Cho em xin tỳ 5 phút, 5 phút Phan. Mình sẽ phải lấy ra cái ủa sao lấy mấy cái ba con ba ra so ra làm gì vậy? Mình sẽ cần cái thách foundation. Các bạn hiểu cái ý nghĩa của cái việc làm này đúng không? Đó là chúng ta sẽ có những cái mình phải có những cái giường á, đừng lỡ có chúng ta chết á, chúng ta có thể là đi nhặt lại cái túi đồ được. Ok, được rồi, tác chiến nha. Phan. Trời ơi, sao tạo ra tự nhiên một đống cái yên con ba đa so vậy? Kìa các bạn thấy chưa? Ui, con gồng gì vậy? Trời, Phan ơi, con gọng gì kìa. Trời ơi, thấy ghê quá. Phan, mình phải tìm địa điểm nào để cho nó bay lên không được đó. Ok, chỗ này khá là ổn đấy. Mày, hay là ngu kìa. Ờ, để dính mắc kẹt vô gốc cây rồi các bạn ơi. Ý, ba đầu, con này ba đầu lận. Tay. Mày. Ý, con rắn ba đầu hay gì các bạn ơi. Trời, con khủng long ba đầu rồi, con sói ba đầu nữa, các bạn thấy ghê không? Đó rồi. Ý, cái vụ gì? À! Con gì vậy? Ơi, con chó sói. Ủa sao nó cắn không dính mình ta? Mình đâu có bắt thử đâu. Trời, thằng Di tưởng đâu cái gì tự nhiên nó đẩy mình chút xíu nó té dưới luôn rồi. Cái con này là cái con sói 3 hết nè các bạn. Nó bay theo mình mà nó cắn mình không dính à. Hình như nó cắn dính vô đá rồi mình dính vô cái gốc lắc luôn rồi. Hèn chi. Rồi con khủng long ba đầu gấp nãy đâu mất tiêu luôn rồi. À, chúng ta phải giết hết luôn để không khéo nó nói. À, phía trước đó kìa, phía trước đó có người. Trời ơi, người đá màu đỏ đó kìa các bạn ơi, người đá lửa kìa. Kìa các bạn thấy không? Ít xịu chứ cái ở trên cái khu đẹp boss nhóc hết trơn luôn. Ê, mình thấy có con ba ấy. Mày xíu đi cưng. Ok. Ít xịu chứ dưới này toàn là sói ấy không cơ. Mày. Sao tập này nhiều mấy con sói đen dữ vậy ta? Rồi. Mình sẽ bắt hết mấy con sói đen này ha. Ê, cái vụ gì? Ủa, rồi con gồng ba đầu gấp nãy nó mất tiêu rồi. Con khủng long ba đầu gấp nãy nó mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Ê, đây, nó kìa. Mày. Ha, nó núp ở đây nè các bạn ơi. Mày núp ở đó hả mày?
Mày núp ở đó hả mày? Đấy các bạn thấy không? Nè 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 nè, nó nè. Mình không biết cái con này con gì nữa. Ở đây chúng ta không có cái ống nhòm ha, khó biết tên đúng không? Thôi để mình bắn cho nó xỉu đi rồi tính gì tính. Mày mày. Wow. Rồi mình mà cởi được con này chắc quay lắm đó các bạn. Này là con quái thú ba đầu ha. Mày mày. Châu dữ gì? Để mình chơi thử cái này thế này. À, Hira. Mình ném nó phát một nó chết luôn rồi. Cái con này tên là Hira hay các bạn. Rồi. Trời nó ba đầu các bạn ơi, đầu của con Viven. Rồi cái mình của con khủng long nhưng mà ba đầu này là ba đầu của con Viven nè, con gồng lửa Viven đó các bạn. Ôi giời. Kinh hồn thiệt chứ. Ok, ở đây mình bắt được cái con chó sói này rồi. Mình sẽ đi qua bên đây tại vì hồi nãy ở bên đây mình gặp cái thằng người đá lửa. Kìa nó kìa. Con quái vật. Trời ơi cái má này thấy ghê vậy. Toàn là mod dữ không rồi các bạn ơi, kìa nó đang đằng kia kìa. Quay thằng ngu kia, tao đây này. Ô, nó đi rất là chậm. Ha ha, vậy là tao không có sợ mày đâu. Mày hả mày? Mày hả mày? Lên em. Chạy thôi. Tốt nhất là chúng ta không nên giỡn với thằng mập đó. Ủa? Thế là chúng ta đi hướng đá nào mới đúng nữa. À, hình như là bên đây các bạn ơi. Ok, như vậy là đi đường này ha. Mày. Không, mình nghĩ chắc không sao đâu, thằng này nó đi chậm mà. Mày. Mày thôi, thằng này. Gì thấy ghê vậy đó. Ê, oh my god. Mày. Ây da, ây da. Dứt con chim điêu rồi dứt. Đây. Ô mày. Chơi nó xối. Hay lắm. Mày. Quái nè. Quái này. Quái này, nhìn cái thằng này thì gan cái con báo rồi các bạn ơi, cái mặt nó nè. Rồi bắn hụt luôn rồi. Nó trâu dễ sợ luôn. Bắn kêu này chắc tới đâm heo quá. Về cu. Về. Rồi nó không chịu nghe lời mình luôn rồi. Rồi con sói mình nó không nghe lời mình rồi các bạn ơi. Đưa lại gần nha. Ui giời. Mày. Mình ngắm ngay đầu nó bắn hết sọt. Mày. Nó trâu quá trời trâu rồi. Đây mình chờ chút lửa thôi coi. Level 5. Mình đã tiêu diệt được thằng boss rồi luôn. Yeah. Ê thằng ngu kia, tao lên mình về tao đứng này.
Trời các bạn nhìn nó thấy ghê á. Mình đã hạ sát được nó luôn. Rồi chúng ta đi tiếp tục nào. Dạ, yeah, phía trước nó chó sói nhóc chừng kìa các bạn ơi. Đi, nó gặp mình ơi. Đang quang nào. Mày. Đỡ một cái là mấy cái con sói này dễ chơi hết các bạn. Bắn một phát một là nó xỉu rồi. Dễ chơi hơn mấy con kia á. Mấy con kia bắn hoài chết luôn. Đó là có con nữa kìa. Mày. Oh yeah. Rồi như vậy là mình bắt được đâu một đống sói luôn đó các bạn. Mình nãy giờ mình gặp đâu ba con rồi đó ha, ba quái vật rồi. Một con sói ba đầu lửa, rồi một cái người đá bằng lửa nữa ha, rồi thêm cái con gọc con khủng long ba đầu nữa. Ghê. À, để chúng ta đi đường này coi. Ý, chết rồi, gặp con đô rồi. Oh my god. Chết rồi, fan ơi, chết rồi. Rồi, gặp thằng khốn nạn này nữa rồi. Mình ghét chiếc là quỷ này nè. Ý, chết. Ôi, biết ngay mà. Biết gì không phóng xuống được rồi. Chết rồi, cấp nãy hồi sinh lên không phải chỗ này. À đúng rồi, đúng chỗ này ha. Tại vì cái xác của thằng ấy nè. Chết rồi, thằng dơm quỷ kia nó giết mình chết hoài sao giờ. Chết rồi Phan ơi, mấy thằng quỷ đó nó. Cái túi đồ mình đâu rồi, cái xác của tôi đâu rồi. Oh my god. Cái xác đẹp trai thanh lịch khắp vũ trụ của tôi đâu rồi. Ok đây rồi. Check on đâu. Bố mặt lên. Coi chừng mấy thằng khùng đô nó lại nữa đấy, cô ơi. Thôi vậy thôi. Đi đường đó là mấy thằng khùng đô gấp nãy nữa đó. Giờ chúng ta phải bỏ của chạy lấy người mới được. Đây các bạn thấy mấy thằng đô nó mạnh thấy ghê không? Nó cắn mình có hit một là mình chết rồi. Mạnh ghê hồn luôn. Mặc vô không mặc đâu. Yeah, mình là tặc găng thứ thiệt mà. Không có gì phải ngại cả. Ê, chúng ta sợ nào. Ê, thằng khốn nạn đó nó ngược theo nữa kìa. Oh my god. Nó cắn mình hoài à. Mình rất là ghét mấy con đó luôn á các bạn. Kệ đó có con nữa kìa. Mấy thằng trẻ trâu này. Được. Mình
nhịn nó đi, tại vì mình không có bất tử. Bây giờ mình phải chơi dạng sinh tồn mà. Cứ từ từ. Từ từ chúng ta sẽ trả thù nó sao. Ê, ê té, té ông nội. Té. Hận khúc nàng. Té xuống dưới là chết đó. Ừ, rồi ok, nó té dưới luôn rồi. Cho mày hả mày. Đi nào. Mình ghét mấy thằng trẻ trâu nó ghê luôn á. Chúng ta đi đường này thì chắc không sao đâu. Go go. Thì chúng ta đi thôi. Đi ở đó có con gì kìa. Cái con T-Rex. Wow. Cái con T-Rex nó bị nguyên một đài bày đưa dôm đô đô bu kìa các bạn ơi. Chết rồi mình nghĩ là mình nên cứu cái con T-Rex luôn đi, sẵn cứu mình luôn. Kệ nó bị bu gờ ít xỉu chứ. Để anh sẽ giải cứu cho em. Anh sẽ giải cứu cho em. Ừ, bay kìa. À, nó chạy lại, nó chạy lại. À. Trời ơi. Trời, cái con chó sói mình nó bị cắn kìa, chịu không nổi luôn. Oh my god. Oh my god. Oh my god. God. Rồi. God không kịp luôn. Mấy con trẻ trâu này bực mình thiệt chứ. Ôi, không vui gì hết. Mình bị mấy nàng hiếp hoài các bạn ơi, bực mình thiệt. Rồi, để nó đi. Mình sẽ phục thù. À, mình phải hỗ trợ mới được. Làm cái túi đồ này. Túi đồ này, túi đồ gì đây? À, cục thịt không ạ? À? Hi da. Cứ cái bầy đô đô này nó cứ hiện hình gần gần đây hoài à. Mình không có cách nào để mà đi khám phá được hết á. Bực mình ghê luôn. À, trời. À, bu nó cắn con chó của mình kìa. Đi con. Đi không khác. Ờ, cái túi đồ của mình đâu rồi? Ủa, nó bu nó cắn chết mình đây mà gì cái túi đồ mình đâu? Mình kiếm được cái túi đồ đây mà tụi mày thấy bà mày với anh. Mấy con nạn này cút. Rồi túi đồ mình mất tiêu luôn rồi pha đây. Mình kiếm không thấy rồi. Ở đâu vậy trời? Đi chú khác. Mày, mày. Thôi mất tiêu túi đồ luôn rồi. Mấy khốn nạn này các bạn đợi mình xíu ơi. Để mình coi ơi. Ok đây nè, ta cho mày nè, bu theo nè. Bu theo này, bu theo này. Mày. Bu theo này. Bu theo này. Bu theo này, ít xỉu nó trâu chứ. Mày. Kìa nó bu con sói mình kìa. Trời ơi, mày ít xỉu chứ kìa nó bu.
quá trời trâu rồi các bạn ơi. Chết đi mẹ. Trâu thì ghê thiệt chứ. Ý, mình sắp xỉu rồi. Rồi nó nghỉ chở mình luôn rồi. Đi thôi anh, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, chở anh tới cái hồ nước, nhanh lên. Ý, các bạn ơi, ở đằng kia có cái gì nữa kìa. Khoan, khoan, sởi. Chở anh lại không, phải xỉu, 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 xỉu. Một lát nữa đi, chúng ta quay lại, chúng ta kiếm mấy sao. Rồi cái túi đồ của mình mắc hết luôn rồi. Oh my god. Mình chạy ra đây uống nước mới được, mình hết nước rồi. Rồi còn bị cản đường nữa. Chỉ chứ khác. Chết rồi, chắc mình xỉu quá các bạn. Nước ở đâu? Nước ở đâu? Nước ở đâu? Kìa có cái gì để chiếu chiếu đằng đó kìa. À, con quái thu. Trời, người cây. Người cây các bạn ơi. Ô, mình có bắt tử rồi đúng không? Xuống uống nhâm thạch luôn. À, nhâm thạch uống không được. Chiếc đầu kìa, thằng người cây kìa. Chạy thôi, chạy thôi. À, mình có bắt tử mà mình đâu có sợ. Rồi đây, để mình xuống mình uống miếng nước đi, mình quay lại mình chơi thằng người cây sao á. Bài. Bài qua đây, bài qua đây. Quái gì con chó này nó ngu thế ghê thiệt. Phóng, phóng. Phóng, phóng. Cái này giống kể đồ chơi muốn chết luôn chứ kể sói gì vậy. Nhìn lên, mình khát nước sắp chết rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Hello. Yeah. Ôi rồi, chui dưới đây thì cá một đống. Ồ, nham thạch nó đổ ra biển nè các bạn thấy không, nhìn lửa cháy nè. Lên em. Nhiệm vụ của chúng ta còn xử cái thằng người cây trên đó nữa kìa. Rồi, thằng người cây đâu rồi? Yeah. Lên, 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 lên. Mình hết đồ rồi. Không có đồ để bắn xỉu người cây này luôn rồi các bạn ơi. Trời, nó bị nguyên một đám đô đô ngược kìa. Mày, để anh giải phóng chưa? Bơm. Đô đô. Đô đô này. Đô đô này. Đô đô này. Đô đô này. Đó, các bạn thấy vậy. Có nhiều fan, có nhiều em nói là anh ơi đừng có giết con Dodo này, con Dodo này nó dễ thương lắm nè, dễ thương lắm này. Đó, nó bu mình hoài vậy sao mình chịu nổi. Ôi trời, trời ma cây các bạn ơi, ma cây này, ma cây này, mình vừa mới giúp nó mà nó dám lại gần mình. Rồi mấy con đô đó hết rồi. Cái quái gì thế? Ôi ôi. Rồi thấy ghê quá các bạn ơi. Ô cái game này đúng là kinh khủng thiệt chứ. Mày, mày, mày rồi bay mất tiêu luôn rồi, nó bay ra biển luôn rồi. Nữa. Bù. Bu vô con chó sói của người ta hoài, thứ gì đâu á. Rồi
Kê kê hai người cây kìa. Rồi nó chìm dưới biển luôn rồi. Sao mày nhảy qua nham thạch chi hoài vậy? Mày nhảy đâu vậy? Ý con sói mình đi đâu kìa? Tưởng đâu mày xuống biển luôn rồi chứ. Thì ra thằng người cây nó xuống biển luôn rồi kìa các bạn ơi. Kìa nó té xuống biển, nó bị mấy con cá ăn rồi kìa. Thì ra phải. Ý mình không có đồ luôn. Mình không có đồ luôn, sao chơi đây? Trời. Trời các bạn ơi, nó bu lại cái thằng người cây nó ăn kìa. Ghê ghê, các bạn thấy ghê không? Mình chơi ác hay ghê luôn. Oh my god. Ê, hết oxy là mình chết á. Hên quá. Trời, nó bu cái hàng người cây kìa. Oh my god. Nó chuyển đối tượng qua mình kìa. Oh my god. Cắn. Tụi mày chán sống à? Trời, nó bu bên kìa. Ơi kinh khủng quá. Tụi mày chán sống à? Tụi mày chán sống à? Ít chịu chứ. Trời ơi, mỗi lần mình không giết thôi đi, mình giết một cái mình tàn sát sinh linh rồi, các bạn thấy ghê không? Bù theo hả mấy cu? Kìa nó chết, kìa xỉu chết chứ. Bù giết lại đây. Mày nè, tụi mày nè. Đúng rồi. Tụi mày nè. Mấy con Mata này, ghét lắm. Rồi. Yeah. À, hàng người cây đó mất tiêu luôn rồi. Rồi người cây nó trốn đâu mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Hay là gấp nãy nó bị chết luôn rồi, nó chết với cái quả bơm của mình luôn rồi. Mà các bạn thấy kinh khủng không? Mình là chơi gì đâu mà nhìn ô nhiễm dữ dằn luôn. Nữa. Ông nội vô đô này hoài. Mày điên hả mày? Bu đó. Bu kiếm cháo này. Đó kìa, con chó mình chọi nó giết nó chạy quảng luôn. Không, mình chọi nó ghét nó bị điên rồi đó. Rồi kiểu này boss nó hết dám ra gặp mình luôn rồi. Bò cạp. Bò cạp. Rồi con sói mình nó bị điên chắc luôn rồi. Qua đây này. Quay. Nó sắp hết máu luôn rồi các bạn ơi. Đây rồi, máu nó nhiều như gì. Rồi máu nó 90.000 mà nó chịu cũng không nổi. Chơi nè em. Uta Raptor. Con sói mình đã chịu hết nổi, nó chạy quảng luôn rồi kìa. Kìa, đó các bạn thấy chưa? Ôi giời. Ôi. Rồi, thằng người cây cũng mắc luôn rồi. Rồi, để mình kiếm cái con boss khác rồi. Tăng máu lên này. Con sói này là mới level 32 thôi đấy nha.
Ê, 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 bên kia có con gì kìa, con gì màu trắng trắng, hai con T-Rex. Tụi mày, tan thành hết trơn luôn. Kiểu này boss chắc nó hết chép ga luôn rồi. Rồi, nó trốn mất tiêu hết rồi các bạn ơi. Yes. Ok, thôi được rồi. Bây giờ mình tạm dừng cái video này đi. Mình đi kiếm vàng đã đủ quá. Lát nữa đảo về đi, mình chơi tiếp. Rồi coi còn còn mấy con boss gì khác nữa không á. Mình sẽ đi tìm những cái con quái thú khác cho các bạn xem. Cấp nãy là để điểm lên coi chúng ta thấy được mấy con rồi đó. Một cái con sói ba đầu này, sói lửa ba đầu đó. Rồi cái con khủng long ba đầu. Rồi cái con người cây với mà thằng người đá lửa. Rồi bốn con boss ha. Rồi tập sau chúng ta sẽ đi tìm tiếp ha. Ở trên mắt núi lửa này còn nhiều lắm. Tại vì tổng cộng tới 60 cái loại quái thú khác đó các bạn. Nhưng mà ở trên núi lửa này khá nhiều á, trên núi lửa này đâu tầm 20 loại á. Chúng ta đi tìm vòng vòng lát là gặp rồi. Mày mày cùng này. Hôm nay một lát nữa vô thì mình chơi lại cái sale kia đi, đặng chúng ta đi đi từ từ á, chúng ta đi từ từ á. Mày mày